Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì cháu Linh đang có mặt tại biên giới. Và trong những ngày hôm qua thì cháu Linh cũng đi sang biên giới để có một chút việc. Thì qua đây thì cháu Linh cũng tiện để có thời gian để đi vào chỗ nhà của anh Tủa Một Chân. Ngày xưa thì các bác được xem những video đời đầu của Mỹ Linh là chỗ anh Tủa Một Chân này cũng nhờ trên kênh của Mỹ Linh kết nối các mạnh thường quân thì đã hỗ trợ anh lắp được một cái chân giả. Thì rất là lâu rồi cháu Linh cũng không vào trong cái khu vực biên giới thuộc xã Xin Cái với cả Thượng Phùng ở đây. Thì hôm nay thì cháu Linh đang có mặt tại đây và sẽ đi vào từ đây. Chúng ta sẽ đi vào chỗ nhà của anh Tủa là ở phía bên kia nhá, anh Tủa Một Chân. Đó thì sau khi được giúp hỗ trợ một cái chân giả thì anh đã rất là tự tin trong cái việc là đi ra chợ hay là như thế nào. Hôm trước thì đi mua bò của bác Trơ ấy, thì các bác cũng có xem được video là cháu Mỹ Linh cũng gặp được anh Tủa đó. Đấy, hiện tại cháu Linh đang đứng ở đây thì ở đây độ cao nó cao quá ghê các bác. Cháu Linh còn phải cầm thêm một cái dây một cái dây nước của bà con đây. Bây giờ mời tất cả các bác cũng để cháu Linh đi sang bên kia để xem cái cuộc sống, thăm lại cái hoàn cảnh của chỗ nhà anh Tủa như thế nào nhá. Tại vì là từ ngoài huyện đi vào trong này nó quá là xa, thế nên cháu Linh cũng rất ít khi vào, chỉ chờ là mình có dịp thì mới vào chỗ nhà anh Tủa để thăm anh Tủa thôi. Bây giờ mời tất cả các bác let's go cùng cháu Linh đi sang nhà của anh Tủa phía bên kia. Đó, sau khi là hôm nay vừa đi biên giới về là cháu Linh cũng tiện qua đây để đi vào thăm anh luôn. Đây, từ đây chúng ta sẽ đi cái tuyến đường đi vào trong nhà của anh Tủa. Không biết là hôm nay anh có ở nhà không. Thế lửa mua đi chú Cô thì mua được 4 hộp mì này chưa? Đây, chúng ta sẽ đi từ đường này vào nhá. Trước là cháu Linh cũng vào đây một lần. Hôm nay thì đường này nó chưa đổ bê tông các bác, chỉ ở đường đất thôi. Mong là hôm nay là may mắn mà vào gặp được anh. Tại vì mùa này thì bà con cũng chỉ ở nhà thôi mà. Nhà xây đấy nhờ. Đường đi vào rất là bé các bác. Đường này mà trời mưa thì không đi được đâu. Các phải tập trung lái xe thôi. Cứ ngắm cảnh à. Đứa này đi được không? Đấy, đi ven lên đây. Chắc không được quá. Vẫn được. Đường xấu quá. Cái này chắc là vừa đám tăng xong ra nhở. Thịt bò ơi. Chắc khả năng là hôm qua đó các bác. Đường dưới đường trên nhỉ. Linh cũng không nhớ. Ồ, đường trên đường trên. Nhầm nhầm. Quay xe quay xe. Sao sao. Go, let's go. Đường toàn đá đi khó. Ui. À, đây có một cái nhà bạt của ai đây? Rất là để châu bò gà lợn nó đúng không?
Đó, sắp đến nhà anh Tùa đấy. À, con GoGo này vẫn ở đây. Cứ mà nhìn nhà. Úi, như một cái là rơi luôn đấy. Ồ, đây là những nhà biên giới nha các bác nha. Nhà này không biết nhà của ai. Thấy cũng hỏng hết rồi này. Nhà trên này cũng nghèo. Đây, nhà này là nhà của anh Tủa nha các bác ạ. Không biết là anh có ở nhà không. Đó, đây căn nhà của anh đây. À, thấy trẻ con khóc rồi. Đó thì lần trước là Linh có vào đây. Anh Tủa ơi, ở nhà không nhờ? À, anh Tủa vẫn ở nhà các bác. Ồ. Yeah. Chỗ này anh có chế một cái dây bùa có nghĩa. Đấy, kéo phát cái này là nó tự đổ xuống. Ờ. Xin chào anh Tủa nhá. Ờ. Dạo này ở nhà đó à? Nhậu mà. Ờ. Chân giết cái này nhậu chế tứ tàu rồi. Nhậu chế tàu mà. Là tàu rồi. Ờ chỉ tàu mà nhậu chế hay là chỉ dùng u hát lửa. Ờ. Anh Tủa bảo nếu mà không đi cái chân giả này thì... Tàu nhậu chế u mà họ phiên cha dù gà tàu tàu đi. Ờ. Ờ. Chờ thì ông một số pha mà. Ờ dù ít bà thì tao chỉ u bà mà một chỉ tàu tàu. Có nghĩa là anh bảo ở nhà thì đeo vào để cho đi lại nó đỡ vất vả hơn các bác. Còn nếu mà đi những cái chỗ mà rậm rạp ấy thì anh sẽ chống gậy. Ôi, bùi mình nhiều mì không quá. Ờ, ta ta ta. Ở đây nhà cái, anh Tủa nha các bác nha. Ôi dồi, thích là chưa tha tu. Nè nè nè, dọn đi, dọn đi. Dọn đi. Tự nhiên mê mê. À, nè. Quá quá. Ú, tí lòng mới tham mê. Tha tha. Hãy kẹo quá trời á. Dạ, dạ. Thấy mình lạ lạ cái là nó im ngay các bác. Đây, chỗ này là chỗ nhà anh Tủa hơi tối một chút. Mối thì tà à? Chỉ mối này thôi, bố lo mùn trò lan tòm lê ạ. Chỗ, ớt thử mình nhỏ ít tù bí tù mù ô xì lạ. Đây, chỗ này là gian bếp nhà anh Tủa. Còn phía bên kia là chỗ giường ngủ nha các bác nhá. Đó, giường ngủ nhà anh Tủa đây. Lúc này ở đây lúc chạp bư đó. Dạ mà. À, trẻ con đang ngủ trong kia các bác. Đây, ngoài này. Đấy là chơi cháu Linh cũng vào. Nhà anh Tủa là nhà đất thôi. Ơi chú quên nhá. Đây nước là nước thì thoải mái các bác. Chết cười. Chú đây thì thoải mái nước. Đấy dùng nước. Đấy bên ngoài nước của cháu Linh thì rất là thiếu thốn nước. Thế bên ngoài này thì là chỗ khu đi nhà vệ sinh của nhà anh Tủa thôi. Đây nền đất, nhà nền đất này các bác. Nhà này chắc là cũng lâu đấy. Nhà này anh Tủa làm bao lâu rồi? Hả? Lúc trên thì có tao nằm đây à? Lúc trên thì có mua cậu tại sông ô. Cậu tại sông rồi? Ồ, cậu tại sông rồi. Là hơn 10 năm rồi các bác. Nó nhìn nhớ bùa mua lửa thế à? Ừ, nhìn mua chỉ lửa ồ. Tức mua chỉ tao trong cua chả mua tao à? Như, nhìn trong cua mua tao rồi ba? Mua tao mà nành mua là tức tao bùa nhu mua chả tao à? À, chỉ mua phong dữ nó mua ở đó hiểu không? Xin thằng đeo quần nếu không mua phong dữ đi mua phong dữ mà mua mà tiền đi ít xong là chỉ kê ta ở tí chỉ mới đại tiền họ cháu mua chân hồ thế lúc xin thì chọn nhẹ rồi có chỉ giờ nhiều khô tủ rõ đi thế thế đấy chỉ giờ lâu nhỏ nhỏ đi lâu chỉ giờ nhỏ rồi tôi cứ nhỏ mà chỉ giờ bữa đó nó chửi tháp bữa đó nhiều khô rõ nhiều khô chửi tháp bữa đó rồi nhiều khô tủ rõ đi nào nghĩa là bác nhà em trai họ nhà anh Tủa đấy là mới mất đấy chỗ lúc đấy chỗ cháu Linh vừa vào các bác thì thấy chỗ mỏ mùi thịt bò ấy đấy phòng thế đó nhỉ của tập bên nông nghiệp của tập lo nông dân của phải tập lo mới chôn được 4 ngày nói gì với Linh mới bảo là chắc cái này là mới chôn thôi tại vì nó vẫn còn mùi ấy nhìn đi
bố cử xong đi bố cháu nọ. Ồ, xong là chỉ bố hải lâu bố cử mà xong đi mà mê chấp lâu rồi. Xong đi tu khua cho bố cử liệt tất tà xong đi mà tao mê. Tao mê rồi. Mà mê chạy tao nó cho chia đi. Dạ chỉ mô chia mà thế đi, mô chia hả chỉ cháu đi. Dạ. Anh tưởng mà ngô thì à, năm nay ngô bắp ngô bé lắm. Nên là không biết là có đủ ăn qua Tết nữa không. Ông cháu Linh vào đây. Ở phía bên ngoài này là chỗ chuồng. Ơ chỉ nhủ rồi. Dù ý gì thế mà. Một điên chả mua, ơ dù điên nào ấy. Ờ, tục cư đi xe. Ờ. Tục cư đi. Dạ, bông tục cư đại tục cư. Chỉ nhủ rồi. Dù. Mua gì ta à? Cho mình nò thế. À, có bò ấy, mang bò đi đi thả rồi. Nhà này nuôi nhiều chim cho mào nhờ. Bốn con. Tục cư nhỏ nhỏ rồi. Tục cư nhỏ nhỏ thì sao à? Nhi chả nhỏ nhỏ ấy. Ủa đi giờ bông à, nền chống tư hình à, chỉ nền gà tốt hơn đi chỗ hơn đi. Ờ, chỉ chả là nhiều rồi. Ờ, chỉ cho nên đó, chỉ cho đêm mà ít thịt phồng, lưu phồng liền là chỉ chân. Dạ. Ờ. Có nghĩa là hôm nọ là chim này là cô em mang xuống gửi. Tại vì là nếu để đến đấy họ làm đám ấy, đông người các bác. Ờ. Mua mấy tủ rồi? Mua chuối tủ cho chí tủ nó nhiều mấy mấy. Ủa, đây này, để con một đống này các bác, mấy con đây. Chí tủ rồi? Chí tủ hứ. Ờ, 5 con đấy. Ôi, thấy cuộc sống anh Tuổi thế này là quá ổn rồi. Lâu lâu là vào thăm một tí. Đợt trước anh Tuổi này là cứ gọi mình Linh vào nhiều lần lắm nhưng mà Linh không có thời gian. Đấy. Ô hú tôi ấp hết rồi nhưng mà chỉ mua xích chanh. Ồ, dạ. Nó nếu như nhờ, có chút cụ lò. Ú yên hú ấp hồn dân cho mà ú hú ấp chỉ nhớ là. Dạ, ờ, mà thảo à. Cái trả thảo ồ, nhỏ ú hồ chỉ nhớ là. Dạ mà. Ờ, chỉ mua xích chanh. Bây giờ có chân giả đi lại nó đỡ vất hơn. Chỉ mua xích chanh mà mọi người thấy lột rồi mà bứa. Ơ chị Bư à? Chị Bư. Anh Tuổi đang bảo rửa lại anh ngủ không ngủ đâu. Tí đâu Bư trả trái mồm. Chị Bư chứ. Chứ tôi chó đi làm em gì nên đây chị Tuổi. À dân hiểu lý thế mà. Nghĩ sẽ cất tài giống gì mua em gì vậy? Dấu gì mua mấy à lý nhau trên này sư. Ờ nhau trên này mà chỉ với tất bà mà sư bệnh mà mua ấy à lý mua hầu nay lúc khứ luôn trồng lo mà ấy à mà mua mà tao. Rồi họ để mua cái phê mà ở sư với tất bà chỉ với bà mà lý mua chỉ tao nếu mua ở tuần đây mà lý làm đồ này. Ờ, thế nếu chẳng lý nếu chỉ tạo rõ hoàn tạo nếu mà ơ yếu à, nếu khu khuôn nếu lần hả mù chỉ chỉ chạy. Ờ, nếu nhỏ chạy gắn nếu khu khuôn nếu thế dùng. Bố mô, ơ mù nì mù mù gà chì mô. Mô, mô, mù tạo ý nông lý nếu tạo phù tố hào nếu à cho hào lề mô. Ờ, nì mù chạy chạy. Ờ mù, ơ chì mù mà, ơ chì phân lệnh yếu phân mù ý nông bùa nhớ nếu mà đạo. Ờ mù đạo cho hào nếu cho khua tà rồi nếu cho ngay hào nếu thế đó lòng tôi mà nên thiết đó mù tạo, giờ thì ở chỉ huy mà trong cái họ như vậy, chỉ lư mà phù tôi à, dè tôi mò, lè cho ta mò, nhớ niệm. Có nghĩa đeo nhiều thì nó bị da nó bị tước các cọ sát nhiều, nên là cũng hơi khó. Hơi cố gắng, nói chung là mỗi sẽ tới này dùng mùa tạo trong thế giống gì đùa. Giống gì mà chỉ cao cháu luôn, dùng cho này dùng họ chỉ tạo cháu luôn, rồi họ cháu. Cái đó một mối quan hệ hậu tàu OPP cháu đi dù rất chỉ hậu rồi. Hậu đi hậu cháu đi không bao giờ uống rượu, đi lại nguy hiểm. Mày ly nhá. Chờ, chờ. Ủa nhá ly thờ, yêu mà mù á. Ủa lột thú ý gì rồi mà. Anh Tuổi cứ rửa lại ăn cơm với cả ở lại ngủ một hôm. Lột thú à trái gì bụi mỗi căn hộ. Thôi từ mỗi sĩ chanh hoa thì tôi nên tàu mà mặt tôi. Chứ giữ uống nóng nếu nhớ có tôi chịa lắm. Thật thì tôi mua trà tỏa chè rồi, tôi mua... Cũng mua bùa phụ ninh rồi. Ờ, bùa phụ ninh rồi. Đấy, Linh đi qua thì cũng về đây thăm lại cái hoàn cảnh ngày xưa. Dạ, chỉ mua sĩ chết mà thảo thì mua u hủ tậy mà, tôi á. Ừ, tao tao. Hủ à, nhìn đi dạo nhật hộp bóng thế chi phá bệnh. Ờ, tao bé nó có một phụ nữ. Nông nữ tiêu hào một phụ nữ sọ tục cư địa. Chỉ mua này tôi hào chê sửa tùm nhu, là nhỏ chê sửa tùm nhu. Mà hãy Linh nhá. Nhá nhá. Ờ, hãy Linh mà. Ôi, tạm biệt nhá. Ủa tiền nó hào nhá. Ờ, chỉ có gì. Chứ tôi làm một cái chuối. Ờ, chỉ có. Thôi từ chuối xanh mà tua nhá. Ờ, anh Tuổi rất quý Mi Linh các bác. Cứ gạ Mi Linh ở lại suốt rồi. Thôi nhá, bye bye anh Tuổi nhá. Ờ, tạm biệt nhá. Ừ. Máu mũ hả? Ờ. Thôi chào tạm biệt nhá. Ờ, tạm biệt. Tạm biệt anh Tuổi. Má nhá nhá. Máu mũ hả? Ờ. Tao mà, đấy, tạm biệt nhé. Nói chung là các bác, bà con thì vùng cao thì nhà nào cũng như nhà nào thôi. Hoàn cảnh ấy.
十二张的开始啊，几户位啊？几？啊，户嘛。啊。户嘛，你几多少嘛？找一个错年里头的，要错得多你。摸了。你几摸？可算你离了。啊，离了，嗯。买离呢？嗯，特别。到，哎，拎住我木哎，冻尿。行嘞，生头呢？生头再得晒的。老了嘛，一般人多。哎，伢恁得着，路车骑啊，都木车轿车了。寂寞嘞。嗯。买梨呢？啊，嗯，睡觉，你么子？啊？包几包啊？呵呵呵。儿子多呢？今天啊，乖了。喂，叫啥尼姆啊？给老叨叨的呢？尼姆。哦。刚好姑母了。啊，没等了，就那连着个连公路了，你嘛空连着个吧。Bây giờ lại đi về. Anh cũng tiện qua đây thăm luôn anh tuổi xong là cháu Linh cũng về luôn. Lúc nào rảnh ra nhà chơi nhá. Thật từ mua xí chích mà tôi bẻ mẹ vào tới trả oxy nhá. Xí là có khử thử tư tuổi nhá nhỉ. Lâu lâu đi ra chợ một lần nữa các bạn. Mọi người nha. Nói các bác thì vừa rồi các bác được theo chân Mỹ Linh quay trở lại chỗ nhà của anh Tủa một chân. Cũng một gia đình cũng rất là động lực trong cái việc làm ăn. Nhà anh thì cũng nhàn đến đất đó các bác. Thì lâu lắm rồi, phải là nửa năm rồi cháu Linh mới quay trở lại đây để thăm anh. Thấy anh rất là quý khi là mình giúp đỡ được bà con mà đến quay lại. Bà con rất là quý mình, mới bảo bà con rất là mến. Mình cũng cảm thấy rất là vui. Bây giờ cháu Linh đang trên đường đi về đây. Cái đường về cũng rất là khó khăn này các bác. Đó, vừa rồi thì các bác được xem cái thước phim của cháu Linh. Rất là cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thám Mỹ Linh. Rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được những sự ủng hộ từ quý cô bác để giúp cho kênh của cháu Linh ngày một phát triển hơn, có thể giúp đỡ được nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa hơn. Các bác thì hay mình nhớ các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của cháu Linh. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thám Mỹ Linh nhá. Đang lên đường về. Đoạn này hơi khó vào. Ui. Cháu Linh đi vào xin ví nha.